Ngày 16 tháng 4, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố đã tổ chức khai mạc giải bóng truyền hơi chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Giải năm nay đã thu hút các câu lạc bộ trên địa bàn tham gia với 6 đội nam và 6 đội nữ. Với trên 100 vận động viên tham gia, giải chia làm hai bảng ở hai nội dung nam và nữ thi đấu theo hình thức vòng tròn một lượt tính điểm, lấy hai đội nhất và nhì của mỗi bảng vào bán kết, hai đội thắng ở bán kết vào thi chung kết. Các trận đấu diễn ra trong 3 hiệp tháng 2, mỗi hiệp thi đấu 21 điểm, tính riêng hiệp thứ 3 thi đấu 15 điểm. Ngay sau lễ khai mạc với tinh thần thi đấu đoàn kết trung thực cao thượng, các vận động viên đã công hiến cho khán giả những trận đấu hay, sôi nổi thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ. Nhiều trận thi đấu có chất lượng chuyên môn cao công hiến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt. Đây là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe trong nhân dân thông qua giải giúp các luật bộ giao lưu học hỏi nâng cao tinh thần đoàn kết đồng thời thúc đẩy phong trào bóng chuyển hơi trên địa bàn thành phố